Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Chiều 12 tháng 8, Công an huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc hai cha con tử vong dưới hồ nước của người dân ở xã Sông Phan. Theo đó, khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, nhiều người trong lúc đi vào rẫy ở xã Sông Phan thì phát hiện thi thể hai nạn nhân dưới hồ nước. Ngay sau đó, người dân đã báo vụ việc lên cơ quan chức năng. Nhận tin báo, công an huyện Hàm Tân đã cử lực lượng đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nạn nhân được xác định là anh NVT, sinh năm 1980, và con trai là NMT, sinh năm 2010, cùng chú xã Sông Phan, huyện Hàm Tân. Tại hiện trường, lực lượng chức năng còn tìm thấy một số dụng cụ dùng để đánh cá. Hồ nước nơi phát hiện hai cha con tử vong khá sâu. Hiện vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Cách đây mấy ngày, tại bãi đá Ông Địa, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, người dân cũng phát hiện anh HQP, sinh năm 1975, ngụ định quán, Đồng Nai, tử vong do đuối nước. Theo người thân, con anh P và cháu anh P học lớp 7 xuống tắm biển. Khi thấy con bị sóng cuốn ra xa, anh P đã bơi ra cứu. Tuy nhiên sau đó cả ba người đều bị đuối nước và sóng cuốn vào gần kè đá của bãi tắm.